Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming. Thì lời đầu tiên video mình xin gửi lời cảm ơn đến anh em đã luôn luôn là ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Mình cũng mong anh em là bớt chút thời gian like cũng như là đăng ký kênh để có thể theo dõi các cái video tiếp theo mà mình sẽ update trong thời gian sắp tới. Thì quay trở lại với video chính. Video của mình sẽ là nói về Silver Speed sẽ sắp được mở ra vào tuần sau. Đấy, thông tin là tuần sau. Và ở trong video này mình cũng sẽ chia sẻ với em một số cái tip mèo có thể cài Silver Speed ngon, nhanh và hiệu quả nhất, là cách đun đít làm sao cho hợp lý. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến từng mục nhỏ ở Silver Speed sẽ có cái gì. Ngay ở thông báo của Silver Speed của trang chủ vừa được cập nhật thì Silver Speed sẽ được bắt đầu vào ngày 16 tháng 6, tức là tuần sau nha nhé, và kết thúc vào ngày mùng 9 tháng 7. Đó, chúng ta sẽ có 22 ngày để chúng ta có thể trải nghiệm cũng như là cày level ở Silver Speed, và chúng ta sẽ có 7 ngày bắt đầu từ ngày mùng 9 tháng 7 cho đến ngày 16 tháng 7 để chúng ta chuyển nhân vật về. Thì một số cái thông tin mà anh em có thể đọc được ở trên web thì mình sẽ không có nói nhiều được, mình chỉ nói sơ qua thôi, và mình sẽ tập trung vào một số mèo nhỏ và một số cái chia sẻ của mình ở Silver Speed này nha anh em. Rồi ở chúng ta sẽ click vào Silver Speed United thì anh em có thể nhấn nó chuột phải này. Đó, anh em chọn dịch sang tiếng của anh em để anh em có thể đọc dễ hiểu hơn. Còn nếu như một số anh em mà không có giỏi tiếng Anh, ok. Rồi ở Server Speed chúng ta sẽ được cái gì? Tăng kinh nghiệm. Chắc chắn là ở Server Speed của server nào cũng thế. Chúng ta sẽ cày lên level 1400 cực kỳ nhanh anh em, cực kỳ nhanh và cực kỳ dễ dàng với các cái vật phẩm cơ bản. Đó là cái điều đầu tiên mà Server Speed sẽ mang lại. Ngoài ra nó sẽ mang đến cho anh em một số cái vật phẩm mà rất là khó, để nhưng mà anh em chơi xem vật chính khó cạnh tranh được với người chơi cũ thì rất là dễ dàng ở cái speed này. Đối với về kinh nghiệm rồi mình nói thuộc về cái vật phẩm mà mình vừa nói vừa này, vũ khí thì sẽ là vũ khí Manticore đấy, còn set thân sẽ là set Brilliant nhé nhé, Brilliant cực kỳ ngon. Bây giờ Silver Speed năm nay sẽ được mang lên đến tầng sẽ liền và vũ khí Manticore. Về anh em chỉ cần up lên đó, upload với lại vũ khí liền nữa là coi như anh em mắc đồ. Ngon không anh em? Rồi về tăng AP, tăng AP thì 3 tuần chúng ta đều sẽ được nhân 3 lên. Ở cái tuần đầu tiên thì sẽ nhân 3 cho level 8.800, tuần thứ hai sẽ là nhân 3 cho đến 1.200, và tuần thứ tư là tuần thứ ba sẽ nhân 3 lên đến 1.400. Nó sẽ tăng theo tuần và theo cấp độ nha anh em. Chứ ví dụ tuần đầu tiên mà anh em mắc mẹ level rồi thì anh em đâu có cày kiếp gì nữa đâu, đúng không? Anh em lại tập trung đi săn mấy cái kia thì làm cho người ta không, những cái người vào sau người ta không đuổi kịp ấy. Nên đây là một cái cách để điều chỉnh của admin để cho server nó diễn ra suôn sẻ hơn đấy. Rồi chúng ta sẽ tiến hóa được cái gì, lợi ích gì? Chúng ta sẽ nhận được Golden Box. Đó, Golden Box sẽ rơi ra chìa khóa vàng nhé nhé. Ở Golden Box này sẽ rơi đến toàn bộ quái vật khi mà anh em đi trên bình thường á, anh em đi cày level thì anh em có thể đánh vào nhập đồ là Golden Box, và anh em cần phải có chìa khóa vàng là cây gold, cây golden thì anh em mới có thể mở được cái Golden Box này ra. Đấy, Golden Box nó sẽ rơi ra là gold, gold thì anh em có thể dùng một vật phẩm, và chìa khóa vàng này là có thể điểm ưu tiên nha nhé, và anh em có thể mua trong cửa hàng GP bằng cách là mua bằng cái GP luôn đấy. Rồi ở Silver Speed thì chúng ta sẽ được giảm 30% đép, 30% máu và 30% đam của quái vật đấy anh em, tên rất là dễ. Tiếp quyền lời cái thứ ba, giải thưởng xếp hạng. Giải thưởng xếp hạng này là chỉ dành cho guild nhé anh em, bang hội. Ví dụ anh em có một bang hội, anh em tập hợp những người anh em mà anh em tham gia bang hội thì mình nhớ không nhầm là chỉ có 40 người thôi, nên anh em phải sắp xếp người cho hợp lý. Ở cái bang hội, ở cái top băng ở đây sẽ có ba cái top, top 1 ấy, loại 1 ấy thì anh em sẽ nhận được 2.000 Wincoin cho mỗi nhân vật trên cái băng hồi đó. Ví dụ anh em có 40 người đúng không, thì tổng Wincoin anh em nhận được sẽ là 80.000, 80.000, 80.000 Wincoin anh em chia đều cho mỗi người là 2.000 đấy, và nó sẽ tính là cái băng hồi nào có tổng cấp độ nhân vật cao nhất, nghĩa là anh em muốn 40 nhân vật nhưng mà 40 nhân vật của anh em đều 1.400 hết là chắc khả năng chắc chắn em sẽ nhận được cái phần được này. Cái thứ hai là bang hội có GP hàng đầu. GP hàng đầu thì khi mà trong cái bang hội đó, cái nhân vật của trong cái bang hội đó anh em thường thường đi săn Goblin Pool thì anh em nhận được GP đúng không,
thì cái điểm report nó sẽ cộng cả toàn bộ 40 cái member lại và nó tính tổng xem là bao hội nào có nhiều Robin vốn nhất thì chúng ta sẽ thưởng, và phần thưởng sẽ là 1.000 con cho mỗi nhân vật. Tiếp tục top view event. Top view event này là 40 nhân vật của anh em nhé, anh em có thể tham gia Akka Thọ ở trên server speed này, và anh em sẽ ngoài ra là anh em giết người ở mã Vulcanus đó thì anh em sẽ được tích điểm đó, anh em sẽ được tích điểm gen, và điểm gen của cái bang hội nào cao nhất thì anh em sẽ nhận được thưởng. Đó, đơn giản như thế thôi, thì giải thích sơ bộ qua rồi về chuyển thông tin này thì mình sẽ nói sau. Đó, đang nào nó có tiếp tục về Go Pinball thì chúng ta sẽ có ba loại nhận được đó, có một cách nhận được nữa là có thể săn là Go Pinball ở bot thì giống như ở server chính thôi nha, có bot gì thì anh em đều săn được hết, và khả năng bot sẽ rơi nhiều Go sẽ là rơi nhiều Go Pinball hơn ở server là các cái Go Pinball bình thường, bot vàng bình thường. Rồi có thể nhận được gold từ cái golden box này đó, anh em đi săn bot vàng đúng không, anh em sẽ nhận được gold cây đó, gold cây anh em kết hợp với golden box thì anh em sẽ mở ra GP đó, GP thì anh em sẽ dùng mua đồ đấy. Còn cái golden box này thì rơi toàn bộ map nhé, quái vật nào nó sẽ rơi hết, cách cày cuộc rất là ok đấy, anh em có thể thấy này, ta sẽ cần kết hợp một cái golden box đã khóa lên với một chìa khóa và chúng ta sẽ nhận được là golden box đấy. Và golden box sẽ cho chúng ta là 5 GP nhé đấy, và khi mà chúng ta triệt một con goblin ấy, con vàng ấy, thì chúng ta sẽ nhận được 1 GP đó. Rồi tiếp tục, e-shop của chúng ta gì, e-shop bây giờ sẽ chỉ bán toàn bộ bằng gpon nha nhé. Đây ở đây thì giới thiệu sơ qua nhưng mà mình cũng đã được vào server speed trước rồi nên mình sẽ thông tin cho anh em trên cái video này luôn đó, giờ mình không có đăng nhập vào server speed nữa nha nhé. Rồi về special thì chúng ta sẽ có là traje sách thuộc tính này, đổi hệ sách thuộc tính và mở rộng tại của nó thuộc tính mở rộng slot thứ 5. Nhưng mà mình nói thật với anh em là khi mà anh em mua pentagram này đấy, anh em mua pentagram này ở trên e-shop bằng gpon thì mình đã tham khảo là sẽ là 300 gần 400 một cái lira và antonia, còn những cái cuối khác thì nó chỉ tầm là 300 gpon, và khi anh em mua thì nó đã là 5 slot rồi nên anh em không cần mua cái này nữa. Ngoài ra chúng ta sẽ có là Let's Ride này thì sẽ là khuyên tai level 300 hay 700 nha anh em, hay còn gọi là khuyên tai cấp 1 thôi. Đó. Còn bốc con đun này thì mình khuyên anh em là không nên mua. Mình nhớ không nhầm là con đun 1 sẽ là 1 GP, con đun 2 là 2 GP và con đun 3 là sẽ là 3 GP. Và nó sẽ mở ra là đôi Excellent. Đấy. Trong Silver Speed thì chúng ta không cần Excellent đâu. Khi mà chúng ta vào Silver Speed thì chúng ta sẽ được một NPC đã bản cho chúng ta set Lucky rồi. Không gian đó, anh em dùng set Lucky mà mua mà xài. Rồi, đó là cái về special. Tiếp về sheet với BA. Mình vào server speed hiện tại thì chưa chính thức, nhưng mà trước đó mình vào thì hero suit sẽ là miễn phí. Đó, miễn phí hero suit nha anh em. Và mỗi set đồ này, mỗi set nhé, một set sẽ gồm 4 mod thì đều sẽ được bán bằng 65 gpon. Đó, anh em thử tính toán hợp lý, 65 gpon cho một set đồ thôi nha anh em. Còn hero suit sẽ là miễn phí và sẽ mở ra sẽ là không lúc hoặc lúc thì tùy anh em tỷ lệ may mắn của anh em. Nhưng mà mình mở ra tầm 3 set thì tất cả bộ mỏ của mình đều là không có lúc hết. Và server speed sẽ không có mít nha anh em, sẽ không có cái mỏ là Mistone á để đập lúc, cho anh em phải cân nhắc. Và Mistone chỉ có thể đi ăn boss. Rồi vũ khí mình nhớ không lầm sẽ là 55 gpon cho một cây ABA. Đấy, anh em cũng đủ tất cả các cái ABA cho tất cả các class đó, em tham khảo. Rồi về Guardian pet thì chúng ta có thể up lên để tận liêm đó, rất là rẻ nhé. Cái đồ nâng cấp của pet thì rất là rẻ, mình nhớ chỉ tầm là 25 đến 30 gpon cho một món thôi, và 50 gpon cho 50 viên đá xanh đấy, rẻ thôi nhé, 50 gpon cho 50 viên đá xanh đó, anh em cày được nhiều thì anh em up pet lấy liêm rất là dễ đó. Tiếp tục về đồ úp thì chúng ta có thể úp lên được set Blizzard này, vì anh em có thể thấy được Blizzard là sụt này, và chúng ta có thể úp lên đến vũ khí Manticore đó. Erin thì chúng ta có thể úp lên được khuyên tai cấp 4 với Blood Crafting đó, và chúng ta vẫn có thể nâng cấp lên được sách
thuộc tính cấp 2 level master nha nhé, vì chúng ta sẽ có bản được cả ngôi sao năm cánh này, pentagram emblem này đấy, mình sẽ nó sẽ vào và đô cũng hình như mình nhớ không lầm là 95, những cái món cuối là 95 hay 85 gold, còn sẽ giảm dần từ 95, 85, 75, 65 đó, 55, 45 đó, 45 theo thứ tự là gold sẽ cần phải mua. Ở trên web thì nó sẽ không hiển thị nữa nhé, mình sẽ spoil trước, mình sẽ nói trước cho anh em. Rồi talisman này đó, nó sẽ bán bùa bùa khá là đắt nhé, bùa sẽ những như là 30 hay 40 chứ G4 ấy, khá là đắt cho một cái bùa đấy, nên em phải tích bùa để anh em có thể up được sức đồ lên mà không bị mất đó. Và ở đây cũng sẽ bán là Riva này, anh em nâng cấp Erin và Element Rune để anh em có thể nâng cấp Lyra, Phoenix đó, bùa lúc và bùa Element lúc. Rồi về pet với mao, pet với mao thì một ngày thôi nhé, tất cả những thứ này đều sẽ là một ngày đó, sẽ không có bệnh viện đó, anh em cân nhắc mua để anh em có thể cày GP mua những cái thứ này để tăng cái sức tốc độ đánh của anh em và tăng AP lên. Rồi về pentagram hồi nãy mình nói rồi, Lyra sẽ có giá tầm là hình như là mình nhớ nhầm là 365 hay 395 gì đấy, còn những cái cuộn 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 giống như là Lyra HH này rồi Lumion Orb này thì có giá là hình như 295 thì phải, rẻ tầm 300 một cái. Rồi về enter, enter thì sẽ là ăn ngừa cộng không nha anh em, cộng không thôi đó, anh em không nên mua, anh em có thể nhặt cái mảnh mít thí xong rồi anh em mua B từ cửa hàng, anh em đập ra nó còn ngon hơn. Rồi win, win như mình đã nói trước, nói trước với anh em, win sẽ là bảng win 3 bằng ngừa pon anh em, win 3 bằng ngừa pon đấy, và win 3 này thuộc dạng win 3 bầu đó, không thể tra ra được. Và chúng ta sẽ có win 4 anh em thấy không, win 4 và win 4 này có thời hạn anh em, có thời hạn, mình spoil trước thì có bảo là thời hạn 1 năm, nhưng mà giờ chưa có thông tin chính thức là thời hạn sẽ khi kết thúc speed là nó mất luôn hay là thời hạn 1 năm, nhưng mà mình mua thử thì phải nó bảo là thời hạn 1 năm thôi nhé, và có đủ win 4 cho tất cả các class. Và win 4 khi chúng ta mua sẽ là win 4 không có lúc, và sẽ có một hộp là element đẹp đó, cộng không đó. Đây là mình spoil sơ qua về server speed các món đồ được bán ở trên eShop cho anh em. Rồi tiếp tục thì chúng ta sẽ chuyển qua cách PVM và PVP, hệ thống PVP. PVP như anh em cũng đã biết, chúng ta sẽ có sự kiện Icon War và Token Quest. Thì mỗi tương với một sự kiện thì tất cả các nhân vật trong Guild, khi mà Guild chiến thắng thì chúng ta đều được thêm 50% EXP. Đó, anh em có thể tham gia. Ngoài ra nó sẽ cho chúng ta thêm điểm gen. Đó, điểm gen thì chúng ta sẽ đua top gen thế nhé. Rồi, cái này thì không có nói rồi, dễ rồi. Rồi, mỗi nhân vật lên level 400 thì có thể vào một cái nốt map và chúng ta có thể cày điểm gen. Ngoài ra trên cái nốt map á thì tất cả các loại vật sẽ có thể là drop golden box. Golden box này thì như là drop mỗi 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 vũ con nốt thôi anh em này. Golden box sẽ drop ở vũ con nốt, khá là khó chịu đấy nhé. Tỷ lệ nó sẽ cao hơn đó, golden box này sẽ tỷ lệ cao hơn ở golden, tất cả các quái vật đều có thể rơi là golden box, nhưng mà ở vũ con nốt thì nó rất là nhiều đó, kiểu vậy. Và mỗi 15 phút nhé, sẽ có 5 con cuốn đun đó, và khi mà diệt cuốn đun này á thì chúng ta sẽ có được rất là nhiều gold, còn giá trị cụ thể thì chưa thể admin thông báo. Đây còn PVP Squad ở cái mạng PP PVP Squad là nó khác nhé nhé. PVP Squad là tức là cái map mà chúng ta có thể PVP ở trên event ấy. Thì mỗi 11 giờ, 16 giờ, 20 và 23 giờ theo cái giờ cộng 0, GM cộng 0 nhé nhé. GMT cộng 0 thì chúng ta sẽ có bot lớn, bot khu được con đun đấy. Rồi, năm một lần này khả năng là rơi khoảng tầm vài trăm gold một lần anh em, khá là nhiều đấy. Anh em cân nhắc để có thể PVP lập hội đi lại nhau và giết quái vật. Đây, anh em có thể đọc này, 5 con này, PVP squad này. Đó, 5 con khu rồi muốn luôn này, in PVP squad này phải drop với giá rất là cao gold này. Và có thể drop được cái hộp là speedbox đấy, hộp speedbox này là gì thì mình sẽ nói với anh em luôn. Rồi mình nói sơ qua về pit server, npc sẽ bán cái gì, npc sẽ bán là thứ nhất là skill bình thường và cả skill root đều bán bằng gen anh em, và chúng ta sẽ bán
được là B, Black và bên trao, Black và bên trao thì sẽ được bán ở như mình nhớ là sẽ có bán ở bên lái nữa, thì C đều được bán bằng gen ở NPC hết. Chúng ta sẽ có win 1 và chúng ta sẽ có vật phẩm làm nhiệm vụ level 1, 2, 3 nâng cấp lên level 400 đó. Rồi tiếp, chúng ta sẽ được bán, NPC sẽ bán cho chúng ta vũ khí rồng, và mình mua thì mình thấy là vũ khí rồng sẽ không có op thì giống như Silver Speed, Silver Test đâu anh em, đó chỉ là vũ khí rồng có look và có skill thôi. Rồi Pentagram này sẽ là Pentagram level 180 đó, anh em có thể mua và đập cộng nó lên tầm cộng 7, cộng 9 gì đó, hoặc là tầm nghĩ là cộng 10, vì cộng 10 là 100%. Thì ở đây đây là cái mèo để anh em đi trên ở cái map cao, kiểu như là Phera khi mà anh em muốn vượt cấp cái level đó, anh em đi mua của này đập lên cộng 10 cho mình, hoặc tối thiểu là cộng 7, thì anh em đi cày level rất là dễ. Tiếp với Special Sale, tức là cả cái gói sẽ được bán cái speed này. Rồi gói speed thường, gói speed thường thì anh em có thể đọc thông tin tất cả các cái gói này thì mình đã đọc qua rồi nha nhé. Thì mình khuyên anh em, nếu như mà anh em nào mà người chơi mới hoặc là muốn cày ở Silver Speed này năm con, vì anh em phải hiểu là trên server speed này admin đã giới hạn chỉ có mỗi 5 nhân vật sẽ được đăng nhập vào với mỗi IP của một máy đó. Anh em đăng nhập quá hoặc là làm dùng tất cả các phần mềm khác thì đều sẽ bị khóa, và đây xem như là vi phạm luật của server, và admin sẽ khóa mà sẽ không giải thích, và ban sẽ không lý do luôn, không có giải thích gì hết đấy. Nên anh em phải cân nhắc, đừng khuyên anh em là không nên làm dùng tất cả các phần mềm thứ ba để có thể đăng nhập quá 5 mắc đấy. Rồi chúng ta quay trở lại với VIP hoặc là cả cái gói, thì mình khuyên anh em, nếu như anh em chơi một con chính và anh em có 5 con phụ đúng không, anh em không có team, anh em chơi một mình đi chẳng hạn, thì anh em nên tạo 5 con nhân vật để cày ở server speed này đó, và 5 con này thì anh em mua 4 con cho mình là VIP speed để có thể đăng nhập vào server VIP đó. Ở server VIP thì chúng ta sẽ nhận được thêm là quải về đây, anh em có thể thấy này, 25 item sẽ được drop này, 50% SP này, có thể là PVP up này đó, đam sẽ được PVM sẽ nhân lên là 25% này, có đam to hơn này, 5% nâng cấp cả cái vật phẩm từ 12 lên 15 này đó, quái vật sẽ bị giảm đi này, anh em nhìn thấy này, đam chúng ta lên 25 mà quái vật lại giảm đến 60 này, đép máu và đam, trời ơi, trong khi là bình thường là giảm đến 30% nữa, tổng là chúng ta giảm đến 90%, nó đánh rất là dễ chết, nên anh em cố gắng tham gia server VIP Speed này. Và khi mà anh em mua được VIP Speed này đúng không, thì mỗi nhân vật của anh em sẽ có được hai cái hộp là Golden Box luôn rồi này, và chúng ta sẽ có 4 GP đúng không, 4 GP trên mỗi giờ, tức là sao, tức là một ngày anh em on 24 tiếng thì anh em sẽ có được là với 5 con thì anh em sẽ có với một con thì anh em sẽ có được là 480, 480 để mình tính cho anh em này, đây mình tính cho anh em luôn nha anh em, đây 24 tiếng nhân cho 4 này đúng không, 24 tiếng nhân cho 4 này, mỗi giờ sẽ được là tổng một con sẽ được 96 này, nhân cho 5 con này thì anh em đã được 480 gold đó, anh em có thể dùng để đi mua, và với giá gold các vật phẩm của mình nó hồi này thì anh em mua rất là nhiều, rất là nhiều thứ. Cả nguyên bộ thì như mình nhớ chỉ có tâm chỉ có giá là 395 hay 465 gì đó, là 465 gold thôi, thì là anh em một ngày anh em on là anh em đã mua được một cái nguyên bộ rồi. Rồi còn cái con nhân vật còn lại là gì, cái con nhân vật mà anh em cài chỉnh á, anh em nên mua cho mình cái gói all in one này, đấy gói này sẽ có giá tầm 49 đô, gần tính theo tiền lên phí Việt Nam thì sẽ là từ 52 đô gì đấy, tầm 1,3 triệu, 1,3 triệu nhé nhé. Thì cái gói này nó sẽ được cái gì, gói này anh em phải hiểu nó sẽ có tất cả các cái vật phẩm của những cái gói trên này đó, 4 GP này, được 2 speedbox này các kiểu này, rồi thêm được 4 speedbox nữa là 6 speedbox này đó, xong thêm được 2 speedbox này thì anh em sẽ có được 8 speedbox này đó, là anh em đã có 8 speedbox rồi, rất là ngon, còng là hết. Ngoài ra là gì, ngoài ra anh em sẽ có được nhân 10 all in one, à chúng ta sẽ có thêm 10 bốc này, 10 bốc all in one speed này đó. Rồi chúng ta sẽ có là speed battle pass, để là làm nhiệm vụ battle pass ở đây server speed này thì chúng ta sẽ nhận được thưởng riêng nữa. Rồi ngoài ra chúng ta sẽ có tại một cái Nidless Socket này nha, Nidless Socket này nha, là cái vòng cổ PVP ấy.
nhưng mà không phải bát tô nha nhé, 2 đến 3 ộp này, ngon. 1 đến 3 socket này, đó sẽ nói một cái. Ngoài ra chúng ta sẽ nhận được thẳng một cái apply và một cái liên anvil. Liên anvil ở server chính là sẽ có tầm 800 carut đó. Em nhận được một cái rồi. Riêng anh em nào chơi nhân vật sụt master SM thì coi như là anh em đã có một cái liên anvil anh em mang về để anh em liên anvil để anh em nâng cấp ở trên server này luôn. Đó, hoặc là anh em nạp thẳng cho 5 con là 4 con thì anh em sẽ được 4 cái apply sụt, nghĩa là anh em sẽ có setup Apple này ở trên server VIP, server speed này, đó là vượt ngưỡng người chơi khác đang dùng Brilliant, anh em mang xếp cuối đồ cuối rồi anh em phá chức ba luôn. Ngoài ra anh em sẽ nhận được một cái win bốn lúc này và random ốp đó, win một ốp mà hình như không ốp nha nhé, mình chưa biết là có ốp hay không vì mình cái gói này chưa ra, chưa mua được thì mình chưa test được cho anh em, nhưng mà chắc chắn là có lúc và random sẽ là random win bốn nhân vật, không biết có win bốn nào nên em có thể try dễ đó anh em. Nhưng mà anh em không không cần cái con nhân vật này, em muốn những như anh em chơi SM đi, nhưng mà nó ra mất DK thì em có thể đổi lại cho nhân vật nào DK mà có SM chẳng hạn, kiểu kiểu vậy đó. Chúng ta sẽ có thêm 50 Black Apply này anh em cày level, và anh em nên nhớ này, pet demon vĩnh viễn, cái pet này rất là ngon anh em, sau này về server chỉ anh em cũng có thể dùng được luôn, cực kỳ ngon, cực kỳ hiệu quả. Đây mình khuyên anh em là nên có một con sẽ dùng gói Odin này, một con chính trong 5 con mà anh em sẽ chơi. Rồi, về thông tin server. Thông tin server, server speed sẽ có giới hạn các kiểu anh em có thể đọc ở đấy nhá. Ở đây thì cũng không có nói gì quá là nhiều. Đó. Thông tin sẽ đã là được thể hiện khá là đầy đủ ở trên này rồi. Và giới hạn là anh em chỉ cần level trên 800 là anh em có thể chuyển về được. 800 ở server speed là rất là đơn giản. Đó, nâng cấp thì khi mà chuyển về thì chúng ta có thể chuyển về win này, sách thuộc tính này, ring này, ring này, hết đồ này, vũ khí này, đó là ở đây là vòng cổ, ở đây là set thuộc tính này, rồi chúng ta có thể chuyển cả thú cưỡi nhé. Thì tất cả các món này thì chúng ta mới có thể được chuyển về thôi, ngoài những món này thì sẽ không được chuyển về nhé. Thì em lưu ý nhá, và mình xin nhắc lại một lần nữa là trên server speed mỗi máy chỉ được chơi 5 mắt, nếu anh em cố gắng làm dùng chơi quá 5 mắt sẽ bị ban và không có giải thích nha anh em, không có tích kèm giải thích gì hết, và khi mà anh em tích kẹt thì mình thông báo là chơi quả đã làm xong và không có giải trình ở đâu gì cả, và mình cũng không thể hỗ trợ anh em trong cái việc này, và mình cũng đó là sự công bằng cho những người chơi mới. Rồi, trên đây là các cái sơ bộ về thông tin server speed sẽ được mở ra, và mình xin nhắc lại một lần nữa là server speed sẽ mở ra vào phải tuần sau nhé, tuần nữa, tức là ngày 16 đấy nhé, ngày 16 tháng 6 để mình xem nào. Rồi, thứ sáu, tức là ngày thứ sáu đấy nha, 16 tháng 6 của server, tức là ngày 17 của mình ấy, mình sẽ phải tổng thêm 10 tiếng. Đấy. Thường là server sẽ là bảo trì vào lúc 4 giờ sáng. Đó, 4 giờ sáng theo giờ Việt Nam. Tức là ngày 17 của mình nhé, ngày 17 tức là thứ bảy tuần sau. Đây là anh em có thể chơi 4 giờ sáng ngày thứ bảy tuần sau anh em có thể vào chơi rồi. Ok. Đây là một số thông tin mà mình sẽ chia sẻ đã chia sẻ cho anh em ở Table Speed, và mình hy vọng là những cái thông tin này sẽ mang lại hiệu quả và giúp ích được anh em ít nhiều để anh em có thể cày level và cày vật phẩm ở trên Table Speed. Và một lần nữa mình cũng cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi cái video ngày hôm nay, và anh em đừng quên để lại cho mình một like như là một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình, và có thể nhấn vào quả chuông để hoặc là tham gia hội game của gamer Vũ Đá Gaming để theo dõi các cái video đặc biệt khác nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye.